anh chị thấy không, tại Minnesota đó, cái tiểu bang Minnesota đó ha, cảnh sát Mỹ bắn chết 7 người dân Mỹ. Sao không nghe cái đám mà phản động lưu vong ở bệnh nó lên nó làm clip, nó đòi quyền con người anh chị ha. Nó sao nó không kêu gạo đòi quyền con người, đòi dân chủ gì đó, sao nó không đi kiện ha? Ủa sao nó không đi kiện tòa án quốc tế ha? Ủa Trang Lê, Đoàn Thị Thùy Dương và cái đám phản động lưu vong của tụi bay á, cái người cảnh sát Mỹ mà giết 7 người dân Mỹ đó, ủa sao tao không nghe tụi bay lên trên mạng á, tụi bay đòi kiện tòa án quốc tế gì vậy hả? Sao tụi bay không kêu Liên Hiệp Hợp Quốc vô vậy, đang đòi quyền con người tụi bay xong cái biến tình hả? Sao tụi cái đám phản động tụi bay á không nhà dạy chợ vậy, ở tại tiểu bang Minnesota đó, cảnh sát Mỹ giết 7 người dân Mỹ đó. Ủa sao cái đám phản động tụi bay á không cái đám phản động tụi bay á xong đòi đi kiện tòa án quốc tế đi hả? Sao tụi bay không đi đòi đi cái gì đi kiện tòa án quốc tế đi? Tụi bay kêu nè Liên Hợp Quốc ơi vô cứu, Liên Hợp Quốc ơi lại cứu Minnesota đi, tụi bay kêu cứu người Mỹ đi đây. Trời ơi, cảnh sát Mỹ với mà bắn chết 7 người dân Mỹ đó tụi bay. Hả? Văn Tôn, mày kêu con Ly Sao Phạm, mày kêu con Trang Lê, mày kêu con Đoàn Thị Thùy Dương, mày kêu cái đám phản động lưu vong tụi mày tại tiểu bang Cali đó, mày kêu ông Tăng Thái, kêu Bê Đi Trương á, lên kêu tòa án quốc tế lợi cứu tiểu bang Minnesota. Cảnh sát Mỹ giết 7 người dân Mỹ kìa. Sao tụi bay không nhà dạy chợ vậy? Tụi bay ở Mỹ mà tụi bay không kêu, không kêu quốc tế ơi, Liên Hợp Quốc ơi, lợi cứu Minnesota, kêu tại đó đó. Sao tụi bay không nhà dạy chợ? Tụi bay ngu thế, tụi bay sống tại nước Mỹ mà hả? À, trời ơi, tụi bay á, tao nói vụ gì chứ mà đám ba sọc tụi bay á ha, mà kêu quốc tế nha, Liên Hợp Quốc ơi, lại cứu người dân Minnesota bị cảnh sát Mỹ bắn chết nè. Tụi bay kêu quá linh lắm đó, tại sao tụi bay đang sống ở nước Mỹ mà bị kêu Liên Hiệp Quốc á, bị kêu quốc tế vô cứu á, là quốc tế lại cứu Minnesota liền à nghe. Tụi bay đòi nhân quyền đó, quyền con người của tụi bay đó. Tụi bay đòi nhân quyền rồi quyền con người của tụi bay đó. Ở sao tụi bay không kêu quốc tế để vô cứu quyền con người của tụi bay tại Minnesota đi, tụi bang Minnesota nước Mỹ đi. Ở đó đó xong Liên Hợp Quốc ở Minnesota đó, mà Liên Hợp Quốc ở nước ở Mỹ đó, tụi bay kêu đi là Liên Hợp Quốc nó nhào vô liền, nó can thiệp liền à nha. Cái đó là chứng kiến luôn đó, cái mỏ tụi bay là ở trên vậy. Đúng là lũ ba que xỏ lá nhát gan, bởi vì cái người Mỹ nó kỳ thị tụi bay là đúng. Cái người Mỹ nó kỳ thị tụi bay là đúng, không sai chút nào chứ. Tại vì tụi bay là cái loại làm biếng, xuyên ăn biếng làm, chờ tiền của những người Mỹ đóng thuế cho đầu tụi bay hạ cái miệng ra hóc nha. Tụi bay làm liên lụy những người Việt làm đang làm kinh tế ở nước Mỹ. Đây nó có bạn. Đúng là cái bọn pha que xỏ lá của tụi bay, đọc những cái báo, đọc những cái live stream. Rồi sao những người mà live stream ở Minnesota đó, tụi bay nói là nước Mỹ tự do ngôn luận mà, phải không? Đúng không ba sọc?
Tụi bay nói nước Mỹ là tự do ngôn luận đó, báo chí đó. Cái người mà đứng live trên chỗ gì Minnesota đó bị cảnh sát Mỹ hốt luôn đó. Mà không biết là hốt về cái lý do gì. Những người làm báo chí, những người mà quay live stream tại Minnesota ta đó, đó tự do ngôn luận của tụi bay đó. Sao tao không nghe cái bọn ba sọc tụi bay nói gì hết trơn vậy? Chào em gái miền Tây, sáng ra nhìn thấy em là sự sống tràn đầy, cảm ơn anh. Anh chị biết không? Nhờ đó, mình hiện nay giờ mình sống ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta, thấy bà con người dân á hả hạnh phúc đi chợ như vậy mình mừng lắm anh chị, mà cuộc sống yên bình vậy là mình rất là mừng. Đó. Còn cái lũ ba que xỏ lá hiện nay giờ sao nước Mỹ hiện nay giờ á là virus đó là hả nhiễm, những người mà nhiễm á thì lên tới 1.800.000 người rồi. Rồi người chết thì tới 104.000 người chết rồi. Rồi á bạo loạn ở tất cả tiểu bang Minnesota rồi bang Texas ở Cali gì kì, rồi bạo loạn kéo biểu tình rồi tá lả tùm lum đó anh chị thấy không? Lớp nào súng nè, lớp nào bơm xăng, lớp nào đạn dược nè. Đó. Rồi á kéo bọ gì đó cảnh sát mà bắn người chết luôn đó. Chống người thi hành công vụ là bắn thôi. Chào anh chị nha. Nào cái xìu anh chị. Ở trên xe này lột ra người ta xào ăn đó. Ta xào dầu quá ngon lắm. Cắn heo ở đó đừng đổ. Chào anh chị nha, không thấy còn của anh chị gì hết á. Đi bút gì nó nặng gì cái gì. Linh nào à, cái mỏ giống bà Linh nhìn ngang trang bà Linh là trời, nhìn ngang mỏ trang bà Linh là anh Nguyễn Linh em chào anh nha. Rồi người ta xía vô làm gì chăn tôm. Cái thằng đó đó, cái thằng xỏ lá đó đó đi tất cả diễn đàn của ba que, vô những diễn đàn ba que thấy nó trọng á. Tao nói cho mày biết thì văn tôn mày á, mày giấu cái mặt của mày như là mèo giấu cứt vậy đó, buông ra mày xuyên tạc đất nước Việt Nam mà mày cũng đi về đất nước Việt Nam. Mấy cái thằng mà lên mạng mày mà nó xấu Việt Nam á mà giấu mặt á là những thằng đó hay về Việt Nam. Chính ai nói? Chính mấy thằng ba que nói chứ ai nói. Nghe nói có biểu tình viên đi tham gia không? Biểu tình ở bên Mỹ. Thôi anh ơi đi qua bên đó mà biểu tình cái kiểu đó hả? Mỹ nó bắn em anh ơi. Thôi em có bao nhiêu tiền em không dám đi đâu. Thôi em thích cuộc sống em ở Việt Nam mà. Em sống cuộc sống bình dân à, giản dị à. Chứ sống cái kiểu mà như hả bên Mỹ mà tối ngày bắn giết nhau á. À có bao nhiêu tiền đối với em á, không có, em không có ham đâu anh. Anh Nguyễn Linh, em thích cuộc sống á hả, là bình thường, bình yên bình như hiện nay đó, bà con ở chợ đó sống cuộc sống yên bình không anh chị? À, tuy bà con ở Việt Nam mình, đất nước Việt Nam mình mới bình thường quá 25 năm đi còn vất vả, nhưng bà con sống rất, cuộc sống rất là hạnh phúc đó. Mình sống vậy thôi, đua đòi quá, đua đòi như bọn ba que quá đó anh chị thấy không, ở tại Minnesota đó đó đi kéo biểu tình đó mà cảnh sát bắn ngừa bắn chết 7 người dân nước Mỹ đó, nước tại chỗ tiểu bang Minnesota đó. Mà cái đám ba que này á, cái đám phản động này nó không có lên mạng, nó nói là đòi quyền con người, rồi nó kêu Liên Hợp Quốc vô cứu đó. Gặp ở Việt Nam á, gặp ở Việt Nam mà đòi ở Việt Nam mà như vậy ha,
nó đòi dân chủ dân quyền, bắt kêu ra kêu là Liên Hợp Quốc quốc tế vô cứu rồi đó. Đó, không thấy dân chủ nào đòi quyền cho ông, ông đã bị đè chết đó. Kỳ thị chủng tộc đó anh chị, kỳ thị cái ông chủng tộc da đen đó anh chị đó. Cảnh sát Mỹ trắng đó đè trắng cổ lên cái ông mà người da đen mà chết luôn đó. Đó, dân chủ tự do đó, quyền tự do ngôn luận đó, mà những người quay báo chí, những người live stream ở tại Minnesota đó thì cảnh sát mà hốt hết đem về nhà đó. Đó, rồi tại Minnesota đó rồi sao? Dân biểu tình đó, dân biểu tình cảnh sát Mỹ bắn chết 7 người đó. Sao không kêu quốc tế đi, không kêu tòa án quốc tế cứu đi? Rồi sao không kêu mà gì đòi quyền con người, không kêu Liên Hợp Quốc vô cứu? Bởi vì anh chị biết không, bởi vì một số người mà nhờ cũng cái mạng xã hội này, cái mạng truyền thông này, cũng nhờ Facebook, YouTube này, mà bà con ở trong nước á, bà con trong nước á, bây giờ người ta đã biết hết trơn rồi, đã biết cái lũ này á, nó từng xạo rồi. Chùm hết chặt luật an ninh mạng mà không thấy dân chủ hay bao que kêu gào. Đúng hả? Chùm ông siết chặt luật an ninh mạng luôn rồi đó. Đó. Từ luật an ninh mạng nè, từ gì từ tự do đòi nhân quyền nè, đó ông Chùm bây giờ đó. Ông Chùm ông từng cái gì? Ông Chùm ông bị trả báo á. Anh chị biết không? Ông Trump ông bị trả báo, ổng sao ông đi sang nước này nước nọ nước kia quá. Bây giờ nước ổng đó, đó giờ nước ổng bây giờ sao? Nó bạo loạn, nó biểu tình đó. Nước mình lìa luật an ninh mạng, chúng còn kêu ầm ầm. Đó, luật an ninh mạng ông Trump ông siết chặt nè, rồi sao? Quốc tế nè, ông Trump ông cũng siết chặt nè ha. Một thời ông Trump là sao? Ông sao ông chen vào lực quốc tế ha. Ở Việt Nam mình nó gì cái Mỹ nó nhào vô nó chen vô. Hiện nay giờ Mỹ á, lực của Mỹ á, cảnh sát Mỹ mà cảnh sát Mỹ mà trắng cái gói xuống cho cái ông Mỹ đen mà kêu cứu, mà đến khi mà kêu thả ra cho ông thở không được đó. Mà trắng cổ để cho ông chết luôn á. Hả? À? Rồi sao nữa? Rồi tới thêm một cái là kéo biểu tình. Đấy. Con. Đi ra. Cái màn hình không có con nít vô chỗ này được, người lớn thì được, không có cho con nít vô đây. Con được đứng xách ra con. Đó lực ở Mỹ đó. Đòi tự gì đòi quyền gì tự do nhân quyền. Ông Trump ông hay xen vào nước này nước kia, nước nọ đòi quyền tự do nhân quyền nha. Rồi bây giờ nước của ổng. Ông Trump ông hiện nay giờ Mỹ học theo. Mỹ học Việt Nam đang siết chặt đăng tin giả. Đúng rồi. Cái tên nhà báo mà quay livestream ở tại Minnesota đó. Người dân mà livestream ở tại Minnesota đó, ông bên cảnh sát Mỹ bắt đó. Đúng rồi đó em Nguyễn Thị Bích Liên. Nó chỉ hiện nay giờ ông Trump ông đang học Việt Nam nhiều lắm. Ông đang học Việt Nam rất là nhiều. À, ông Trump ông thường ông đi can thiệp vào Việt Nam, vào tất cả nước trên thế giới. Bây giờ nước của ổng hiện nay bây giờ sao? Cảnh sát Mỹ mà trắng cái gói lên cái cổ của cái người da đen đó. Đó là gì? Quyền con người đó. Đó. Rồi quốc tế, tòa án quốc tế đâu không vô can thiệp. Đấy. Cảnh sát Mỹ mà trắng cái gói lên cái cổ của cái ông da đen, mà ông da đen tới đến đổi kêu thả ra đi, ông không còn thở được, trắng cổ lên cái cổ ông ngang đây nè, để mà cho ông nghẹt thở ông chết đó, cái ông da đen đó. Sao mà không có đòi quyền con người, đòi quyền dân chủ? Rồi sao tại Minnesota, tại tiểu bang Minnesota đó, những người dân sao kéo biểu tình bạo loạn rồi chế tạo bom xăng, dùng vũ khí đó, rồi bị cảnh sát bắn đó. Trời ơi, giống cái kiểu mà ở Bình Dương ha. Bình Dương mà dân mà nghe leo cái bọn phản động á, ha, mà gì chế tạo bom xăng đợt đó, mà cảnh sát Việt Nam mình hiền á, cảnh sát Việt Nam mình mà đợt đó mà sử dụng giống cảnh sát Mỹ ha, bắn biết bao nhiêu người chết ở lúc mà ở tại Bình Dương rồi 2018.
ngày 10 tháng 6 2018 đó anh chị. Những cái người mà nghe theo bọn phản động á, còn hả mà bắt cảnh sát cơ động mình buông đầu xuống đó anh chị thấy không? Chỉ có Việt Nam là bảo vệ người dân Việt Nam thôi. Chỉ có người dân Việt Nam là bảo vệ thôi. Chỉ có cảnh sát, chỉ có hả chính phủ Việt Nam, chỉ có hả mà công an Việt Nam là bảo vệ nhân dân thôi. Chứ không có nước nào hết chứ. Gặp nước nào như ngày 10 tháng 6 ha, làm những cái nước khác là nó bắn những cái người mà bạo loạn ngày 10 tháng 6 ở Việt Nam rồi. Đó, nhìn nước Mỹ đi. Nước Mỹ mà tại tiểu bang Minnesota đó, người dân bạo loạn kéo biểu tình đó, mà cảnh sát Mỹ phải bắn chết 7 người đó. Xong đòi quyền tự do, nhân quyền đi, đòi quyền con người đi. Chị Anna Kili Seth bị chuyên gia kinh tế Mỹ dùng giấy tờ giả để khai giống khống tài sản nhằm đạt danh hiệu tỷ phú cho tạp chí. Em không biết đọc tiếng Anh, anh viết gì các em cũng thua luôn. Thành phố Mỹ áp lệnh giới nghiêm vì biểu tình. Hiện nay giờ ông Trump muốn học có theo Việt Nam mình rất là nhiều. Nè, ông Trump quên đi Việt Nam mình nè, học Việt Nam mình á. À, cách ly xã hội nè ha, ông Trump cũng học mà người dân Mỹ không nghe theo ha. Cho nên á là bị nhiễm corona nặng như vậy, chết vì corona nặng như vậy. Ông Trump bắt chước Việt Nam là cái gì? Siết chặt lực an ninh mạng. Ha. Cũng giờ ông Trump cũng bị lên tiếng và bạo loạn đó. Ha. Tại đó người dân đó, đám ba sọc ba que sọ lá đi, còn lên tiếng nữa đi. Đám ba que ba sọc lên tiếng đi, đòi quyền tự do, đòi quyền con người đi. Đó, sống lên. Mò nó lấy cái điện thoại đi à. Ngay à, ra đường nó bắn chết đó. Vậy mà ba que đó anh Linh nó không kêu nữa rồi, đòi quyền tự do gì đòi gì đó. Vậy mà ba que nó đâu có lên mạng mà nó kêu, dám kêu dám nói gì đâu anh. Bọn phản động lưu dâm ở Mỹ đâu dám nói gì đâu. Bọn phản động lưu dâm ở Mỹ nó đâu có dám nói gì. Ở Mỹ không an toàn và bây giờ càng không an toàn, dịch bệnh rồi còn bạo loạn hơn nữa đó. Đó, dịch bệnh mà cách ly xã hội thôi, bạo loạn đi xuống đường, đem vũ khí xuống đường đó. Còn Việt Nam mình có không? Chỉ có Việt Nam, mấy trăm quốc gia chỉ có Việt Nam của mình là an toàn nhất, người dân Việt Nam mình an toàn nhất đó. Mình ngồi ngoài chợ mình quay cảnh đó, anh chị thấy rồi, sau lưng mình đó